Thấy không cả nhà? Ôi, ôi, đó. Cái mỗi bộ giờ nó tới là cái nồi xương. À, cái nồi xương luôn á. Dạ, hả? Chứ em phải múc ra để em múc lên để múc được leo như vậy á. Dạ, à bây giờ phải múc ra hả? Dạ, phải bực. Mềm. Đúng mềm. Quá đã luôn. Hương vị. Hai nội giọng ái. Dạ. Cảm ơn nấu giống mà mỗi người có một cái đặc trưng riêng. Dạ. Dạ. Ngon. Wow. Xin chào tất cả các anh chị cô chú nha. Đã đến với video tiếp theo của em. Hiện tại là hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ dẫn cái nhà đi ăn bún riêu cua đồng 35k ở một cái địa chỉ. À, cái quán bún riêu này cả nhà nhìn ở thấy ở phía ngoài không, khá là hấp dẫn nha. Ôi nè, cô trang trí cái tủ này, mời cả nhà vào bên trong nha. Đây địa chỉ là hẻm 47, hẻm 47 đường Tân Hòa Đông nha cả nhà, hẻm 47 Tân Hòa Đông. Ồ, đó phía bên trong của quán nè, hấp dẫn quá. Đó, đặc biệt là vào bên trong rồi mình thấy cái trong cái tủ này cả nhà. Ui, hấp dẫn. Có đuôi bò nữa hả chị? Dạ, đuôi bò sùng. À, một tô là 35.000 là à, mình vừa có bún riêu với bún riêu là 35, bún bò là 50. À, bún riêu là 35 là bún bò là 50 hả chị? Dạ. Ui. Và nhìn nè. Coi chị trang trí nè. À, bún riêu. Bữa chiều mới tới sớm đó nha, cái tủ sướng. À, buổi chiều hả? Dạ. Ui. Dạ. Ui, nhìn hấp dẫn quá. Như là ví dụ như là bún bò mà đuôi bò là bao nhiêu 50 chị? Vậy đó, cũng 50 hết luôn, đồng giá 50 á chị. Dạ. Tôi còn... nhỏ thì 45, tôi dạ. Làm việc từ 65. Dạ. Mình bán là được bao nhiêu năm rồi chị? Dạ 13 năm. 13 năm rồi, không chi nhánh à? Dạ không. Em nhìn em không thấy địa chỉ đâu hết chị. 47 Tân Hòa Đông. À 47 Tân Hòa Đông hả? Dạ. Địa chỉ là 47 Tân Hòa Đông nha cả nhà. Giờ là mình quay phía trước các bạn mình không thấy. Tại vì em đang sửa tên đó. À đang sửa hả? Hàng gì? Sửa tên. Dạ. Dạ. Đứng ra xa không quay được cái người bạn. À đúng rồi, đứng ra ngoài giữa đường chắc có được. Dạ, ôi. Dạ. Ừ. Chả nè. Đủ là chả luôn, bốn là chả. Bốn là chả hả chị? Dạ. Dạ. Mình là gốc quế luôn hay là dạ, sao? Chính gốc luôn. À mình là chính gốc quế luôn hả? Dạ, dạ. Thường là quế là em nghe là bạc là tên là o o gì đó. Ó, ó. Ó gì đó, ó phải không chị? Ó. Ó. Dạ. Cố đô. À đây. Bến chợ cạnh Huế. À cạnh Huế đây. Đây cái nồi nước súp nước lèo, nước lèo này hấp dẫn không? Dạ. Đây có thể quậy em. Bến chợ cái nắp ra nha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Ôi hấp dẫn quá. Đây. Mười mấy năm rồi nha cả nhà. Hôm nào mình sẽ ghé buổi chiều. Dạ buổi chiều á. Dạ. Đây. Dạ. Cô múc giùm mẹ dưới lên cô coi thử cái nồi nước súp. Wow, trời ơi. Nhìn cái đồ nước súp khổng lồ nha cả nhà. Ôi. À, xương là mình nấu ở đây xong rồi mình đổ ra ngoài hả? Dạ. À, hả cô? Cô tên gì cô? À, Huế, Huế. Huế, Huế luôn à? À, bún bò Huế, là Huế luôn á hả? Trời ơi. Cô tên Huế luôn. Dạ. Thôi, lộn con. À mình có nó có lẩu bò nữa hả? Dạ. Lẩu bò là bao nhiêu cô? Con lẩu nhỏ là 150, lẩu lớn là tùy theo ưa ăn nhiều ạ. Dạ. À lẩu bò. Ui, xương. Mà đấy xương là có hết nửa thôi đấy nghe. Đây là bò. Ô trời ơi, cái xương nóng này. Dạ. Ui, thấy không cả nhà? Đó. Ui, dạ. Ơi, đó. Cái mỗi bộ giờ nó tới là cái nồi xương. À cái nồi xương luôn dạ, á hả? Dạ, em phải múc ra để em múc lên để múc được leo như vậy á. Dạ, à bây giờ phải múc ra hả? Dạ, phải bực ra, bắt bực rồi. Dạ. Ủa, cái nhà nhìn thấy không? Để mình đây là nấu thiên nhiên 100% luôn á. À, 100% thiên nhiên luôn á. Thiên nhiên luôn chứ không có sai cái dây cái gì hết á. Dạ, ui thấy không cả nhà? Dạ. Nhìn hấp dẫn không?
chiều mình sẽ để cái link ở phía dưới nha. Mình bán là từ mấy giờ tới mấy giờ cô? Dạ, buổi sáng là 7 giờ đến 12 giờ, chiều dạ. 4 giờ đến 11 giờ. Dạ, tức là buổi sáng là 7 giờ, dạ. 7 giờ đến dạ. 2 giờ và buổi chiều là 4 giờ. 7 giờ đến 12 giờ. 12 giờ, dạ. Dạ. Ôi trời ơi, hấp dẫn dạ. không? Dạ. Để mình chụp tấm hình, ui. Dạ. Nhìn bắt mắt quá, để mình chụp tấm hình nha cả nhà. Có bán lẩu cho tao về đó. Cô chích lên con chụp tấm hình cho nó đẹp. Dạ rồi. Dạ. Anh cho chị anh này. Ôi ơi. Cái nồi nước đèo đó cái trời ơi. Dạ. Chụp tấm hình nha, mình chụp tấm hình nha. Ôi. Đó, rồi. Cô chích lên chị. Ôi trời ơi, đó cả nhà nhìn thấy không? Quá là hấp dẫn luôn. Còn đây là nồi bún riêu hả cô? Nồi bún riêu. Dạ. Chưa cũng như mà mấy bữa cá hết á. Dạ. Đâu có biết đâu. Đây. Nồi bún riêu. Bún riêu là 35k. 35k mà cũng là nấu bằng xương thịt rồi. Dạ. Cái xương thịt rồi. Dạ. Tức là bán do là bán cũng trễ rồi, giờ này dạ. cũng trễ rồi nha. Tại vì chưa gần hại đó cho nên phải múc ra để mà múc được. Ồ, oh, thấy không? Ở nhà ơi, thấy không? Đây là con kêu lại mẹ cũng. Dạ. Ta có 4 giờ hoặc có buổi sáng cũng tới đâm cả nồi xương. Dạ. Cả hai nồi nào cả xương. Hôm nào con đến buổi sáng dạ, hoặc sáng là luôn. Hoặc là 4 giờ. Còn là mình bán là từ mình bán là từ thứ hai cho đến ngày nào bạn? Ngày nào cũng luôn, thứ hai đến chủ nhật luôn. Đó. Dạ. Cô có lẩu mang về nè. Một cái lẩu mang về là tầm khoảng bao nhiêu tiền cô? Nhỏ với 350. Dạ. Đây, cô mang về nè. Mình sẽ để cái link ở phía dưới nha cả nhà. Trên đường Tân Hòa Đông, mình sẽ để cái link ở dưới và cái địa chỉ cũng như là à mình cũng có ship luôn online luôn không cô? Dạ có. Đâu có số điện thoại đây nè. Đây. Số điện thoại này cả nhà. Đó. Đặt online luôn khu vực Sài Gòn nha. Ôi cô nhìn mình thấy hấp dẫn thiệt luôn chứ cái nồi nước súp rồi. Coi cô làm nè. Dạ, cô làm. Đây là cô làm lẩu mang về hả? Dạ, tùy vào giá mình mua thôi dạ, không cô? Dạ đúng rồi, dạ. Anh đưa mua bao nhiêu anh bán bao nhiêu. Mùi hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đây là 150. Nhưng phần đó là bao nhiêu cô? Dạ 150. 150. Dạ. Đưa ra. Còn rau và bún cô nữa. Dạ. Đây cô. Hôm nay cuộc sống Sài Gòn TV á, dạ. Đi ngang qua đây và phát hiện ra cái địa điểm là bún bò này, nhìn cái nồi nước súp bún bò thôi ghiền luôn. Cô nói là đi buổi sáng ấy, là nó đầy luôn cái đó đầy cái xương luôn á. Bún bò cô Quế nha cả nhà, bún bò cô Quế ở 47 đó. Bún bò Cố Đô. Cố Đô nhưng mà tên cô Quế à. Dạ đúng rồi, ở đây là hồ kiểu Cố Đô thôi. À. Dạ. Đó, phía bên trong mình ngồi nè, sạch sẽ. Bởi cái gì? Nữa mình sẽ thưởng thức một tô bún bò nha. Một tô bún bò để mình review và giới thiệu cho cả nhà. Bữa sau là mình sẽ ăn bún riêu. Bữa sau là mình ăn bún riêu. Bởi vì thấy cái bảng bún riêu cô để là cái bảng bún riêu là to nè. Đó. Bún bò bún riêu nè. Ôi. Đó, cô cũng đặt trên Now Food và Food Deal nè, Food Deal nè cả nhà. Nhìn người thấy đặc sắc quá. Chả là mình chả là hồ chả nè. Chả tôm, chả bò, chả heo. Dạ. Thì là một viên. Dạ. Nó bốn thứ. Ẩm thực đường phố thì cuộc sống Sài Gòn TV á. Dạ. Chia sẻ rất nhiều món ăn ẩm thực đường phố mình đi ngang qua hoặc là mình phát hiện thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà. Để có dịp cả nhà ghé ủng hộ cũng như là thưởng thức nha. Dạ. Quá. Chứ
chừng cô đó là cũng 50 phải không cô? 50 mà bán thịt bò không? Dạ. Tùy khách thôi, mình vô mình ăn có thể mình ăn thịt bò không? Ở đây nó xoay con bông không á? Dạ. Con bây giờ mấy đứa ăn đủ tầm tầm 50 à? Dạ. Đây đây, giá đây. Mình quay giá luôn nè. Bún bò cố đô nha, phục vụ từ 7 giờ đến 22 giờ. Tôi nhỏ là 45, tôi lớn là 50 và tôi đặc biệt là 60. Nhận đặt cất là chả quế nha cả nhà, đó địa chỉ đó. Dạ. Đây mình bỏ thêm vô ha. Đặt cất tổng mà. Cải, cải với củ, củ củ với khoai. Dạ cô ơi, con sao nè? Dạ. Rồi mời cả nhà thưởng thức cùng với Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Cô làm cho con tô đi cô. Rồi ăn đủ thử nước hay sao? Xin chào cả nhà nha. Đây, bún bò Huế cố đô ở địa chỉ là 47 Tân Hòa Đông, 47 Tân Hòa Đông nha cả nhà, phường 14 quận 6. Thì ngay chỗ cái bùng binh công viên Phú Lâm đó cả nhà quẹo phải chạy vô Tân Hòa Đông khoảng tầm khoảng hơn một cây số thôi, hơn không chưa tới một cây số đâu, là các bạn thấy cái quán bún bò này của cô, bún bò cũng riêu hấp dẫn lắm, đặc biệt là cái nồi súp á, trời ơi nồi xương ống to đùng luôn, trời ơi, hấp dẫn lắm, mời cả nhà thưởng thức cùng với mình nha. Bỏ xíu rau vô nè. Ồ, miếng chả tôm. Ớt. Tôm nướng ớt. Mình để cái này qua bài nha. Ẩm thực đường phố thì Cuộc Sống Sài Gòn TV á sẽ cố gắng là chia sẻ cho cả nhà rất nhiều địa điểm ẩm thực ngon. Thì hôm nay là em đi ngang qua đây thì phát hiện cái quán bún bò này hấp dẫn lắm, nhìn cả nhà xem video xong là thấy ghiền thì nè. Mời cả nhà thưởng thức nha. Nước cũng bò nó thấm. Nước cũng bò ngon. Nước cũng bò cả nhà. Nó hương vị á, cô nấu trong cái nồi nước lụm nước lèo á, nó chặn. Wow. Đây. Đầu nữa. Ẩm thực đường phố thì chia sẻ cho cả nhà rất nhiều món ăn, không những là cá vi chiên của Thu Phương vui vẻ. Hai quay thì mai bánh rán với hai bé ba nha. Wow. Cả viên viên hấp dẫn, viên bầu viên hấp dẫn không? Thêm nữa. Ngớt lắm. Giờ tới công đoạn nè. Ăn miếng sụn nè. Là miếng sụn nè. Wow, miếng sụn nè. Miếng sụn nè. Cầm miếng nè. Mềm lắm nha. Cầm tay luôn nha. Gửi cho con mấy tấm hình đó. Dạ. Dạ.
Ui hấp dẫn lắm. Anh thấy có vừa không? Gần không? Ngon. Đây là hương vị coi là chính gốc của nó luôn. Dạ. Mà như vậy chứ anh về Huế ăn giống vậy đó. Dạ. Về Huế là ăn kiểu khác rồi con. Dạ không phải chưa phải mà hẳn còn ngon được giống như đây đâu. Tại vì anh biết ở đây là vì em là hầm xay sướng thịt nhiều á, cho nên cái nước nó ngon hơn. Rồi ai hồi nãy là giống như vì đang mà bún bao của chị gốc Huế mà cứ về Huế ăn hẳn không bằng của chị. Dạ. Đúng rồi, em thì giống như nấu chặt cái cho, hai cái cho thôi, làm thăm cho mình nồi vậy thôi. Còn này là em thấy là nguyên cái nồi, nguyên cái nồi giò, nồi xương, nồi xương á. Giò bị là. Nãy là bỏ hết vô trong cái nồi đó luôn. Dạ, em cứ luộc xong, cứ xương thì chín luộc xong để cái nước này mình nấu. Dạ. Thêm xương, một nước vậy. Dạ, đây mình sẽ làm tiếp miếng chả. Chả ở đây cũng khác, chả mấy chỗ khác. Chả ở đây là ăn đặc biệt hơn. Dạ. Vô thì chay hay sao? Vô cái cửa hàng như tôi hay sao? Mà nó rõ vô vậy. Cặp đấy em đẹp. Cặp đấy cho người ta đại mua đâu. Em đang review. Ngon. Nè. Đây găng. Găng găng găng. Hả quá. Ăn cái tô này là no. Miếng sáng. Bây giờ mình đang ăn buổi chiều tối đi làm về cả nhà. Tìm giờ thứ muốn đuôi và ngon lắm. Mình ăn bún bò nhiều nơi rồi, bún bò có mỗi cái nơi hương vị. Ai nấu giống ai? Dạ, cảm ơn nấu giống mình. Mỗi người có một cái đặc trưng riêng. Dạ. Ngon. No, mình ăn hai một cục thịt, mấy cục thịt với chả no luôn á. Tô này là 50k nha nhỉ. Dạ. Đây là cái tô 60k là thêm cái 65 là nó đủ thứ lắm. Dạ, là thêm nhiều đủ thứ luôn hả cô? Dạ, là dạ. Như tủ có cái gì là hẳn có cái đó. À. Ừ. Trên cái tủ có gì là hẳn có cái đó luôn. Cuộc sống Sài Gòn TV á. Chia sẻ ẩm thực đường phố cho cả nhà. Nếu có dịp đi ngang qua đây và các bạn ăn bún bò nha, ở khu vực quận 6 Tân Hòa Đông. 47. Ôi, 47 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6. Tuyệt vời, mình sẽ để đường link phía dưới. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của mình. Bye bye.